Lời đầu cho em xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em siêu yêu đôi mình miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các khách đã tin tưởng một sản phẩm bên em trong suốt năm vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi, ủng hộ, đăng ký và like share kênh YouTube ngày càng phát triển. Em xin ơn ở những lời góp ý chân thành cũng như lời động viên của bác ở trên YouTube để kênh hoàn thiện. Hôm nay là ngày 16 tháng 12, em xin hãy giới thiệu tiếp các một chiếc đầu đĩa của hãng Soli với model là CDP 790. Đây là một chiếc đầu đã được một bác khách ở tỉnh Đồng Nai đã chuyển đủ tiền đặt mua với giá là 1,5 triệu đồng. Hôm nay vệ sinh xong và em làm video test trước khi chuyển đi cho bác chủ được biết, cũng như em nào chưa biết sản phẩm này cũng được tham khảo và chiêm ngưỡng. Thì sản phẩm này được sản xuất năm 1989 với giá thưởng của nó 39.800 miên, nó tương đương với khoảng 9 triệu đồng Việt Nam theo tỷ giá hiện tại. Nó sở hữu mặt phay nhôm được sơn đen, sai ngang nó 43 cm, chiều cao của nó 11 cm và chiều sâu của nó 28 cm. Chiếc đầu này nặng 4 kg. Nó sử dụng mắt đọc của Sony 240, rất dễ là thay thế và không cắn đĩa, và dùng hai con chip giải mã châu Âu AD1860, chơi rất âm 18 bit, rất là sạch sẽ, chi tiết và ngọt ngào. Đấy. Các bác chơi nhạc vàng, bolero hay hòa tấu thì rất là tuyệt vời, vì bản thân cái dòng CD này phục vụ các bác nghe nhạc chuyên nghiệp mà. Đấy. Về phần ngoại hình thì, em quay chi tiết chậm rãi để cho bác được thấy ạ. Mặt mũi thì rất là đẹp, có hơi chỗ này chút là hơi bay sơn một chút. Đấy. Đấy. Phần hồi đấy ạ. Hồi thì nó là sơn nhám dính cho nên là theo năm tháng nó lão hóa đây các bạn, này nó bám có vết này. Đấy, em để nguyên. Lắp lưng phía trên đấy. Đây thì có cái vết chày hơi lõm một chút xuống. Đấy, nó cũng ảnh hưởng về phần máy các bạn. Đấy. Đấy. Vết chày. Đây ạ. Mặt sau đây. Mỗi đen của nó là CDP 790, điện 100V, công suất của nó là 9W, CD máy của nó 219005, sản xuất tại Nhật Bản, made in Japan đấy ạ. Đây có vết xước này. Nó có hai đường ra, đường analog và đường analog ra đấy ạ. Một đường chỉnh được bluetooth trước, một đường không chỉnh. Đây một đường cổng quang, một đường nào hoạt động bình thường. Đây em cái mở phần nội thất ra. Ở nội thất của em nó thì nhìn rất là đơn giản đúng không ạ? Đấy, nhưng mà những tụ lọc này tuy nhỏ thôi nhưng nó 4.700 mi, hai tụ của nó gần 9.000, hơn 9.000 mi. Đấy, IC nằm phía dưới. Đấy, và dùng hai con chip giải mã AD1860 đấy ạ. Một con hai con. Đấy, toàn tụ cao cấp thôi và chất âm của nó rất là hay. Máy móc thì riêng nguyên bản, mắt đọc theo máy, mắt đọc dùng mắt đọc 240 của Sony đấy. Đấy, có thể thay thế và không gắn đĩa, 250.000 con mắt thôi. Đấy. Rồi và sau đây thì em cũng xin test cái phần là mắt đọc cũng như các chức năng hoạt động của chiếc đầu này để cho các bác được thưởng thức. Và em xin giới thiệu là em ở thành phố Thủ Đức, thuộc Hồ Chí Minh. Số điện thoại của em là 0907 223 269. Ngày hôm nay em test cái CD của Khánh Ly Thương Một Người này bằng vôi sao chép để bác thưởng thức. Thì tất cả các sản phẩm đầu bên em ra thì đều phải đọc được đĩa Polo, là cái đĩa rẻ tiền nhất rồi ạ. Đấy, các bác đừng nên chơi đĩa chợ. Đấy. Rồi đã nhận bài, các bác đeo tai phone vào và để thưởng thức ạ.
cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời. Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây, dù có gió lạnh đầy, có tuyết buồn lầy, có lá buồn ngày, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em. Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời, tìm mỗi nhau cho nhau gian nát tìm nhau, vừa đôi tay muôn tu đây, tóc rối bạc màu vết dấu tình sâu. Nhìn em giây phút muốn nói yêu em, xin cho tôi như cơn ngủ, đưa em một lần, dù em vào mộng, đưa em vào đời một thời yêu. Dù mai đây ai đưa em đi đến cuối cuộc đời, dù cho em đang tâm sẽ nát tim tôi, dù có ngàn lời, có trách một đời tình ơi, dù sao đi nữa xin vẫn yêu em. Người tìm đến xin gửi nỗi hờn,
cây mơ bóng bên đường, gọi người thì nắng phai gạt, gọi tình yêu vào lãng quên. Em xin phép được từ người VTT tại đây. Thì trước đầu này các chức năng hoạt động hoàn hảo, bắt đọc rất là tốt, chữ đấm rất là hay. Đấy. Và em còn rất là nhiều các sản phẩm WCT khác, cũng như là âm ly và loa là thành rất là vừa phải để các bác lựa chọn. Bác nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em. Số máy là 0907 223 269, nằm ở thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Bên em thì không bán hàng ship COD, mong các bác thông cảm. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.